Mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì mình đi câu lương và mình hiện tại mình đang ngồi ở dưới một cái bụi cây. Một cái bụi cây đây là rất là mát luôn mọi người. Và mình có phát hiện ra có một điều rất là thú vị, cái bụi cây này nó có rất là nhiều trái mà không biết là cái trái là trái gì luôn mọi người. Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn, trái rất là nhiều luôn, to. Đây bên này nó có một cái trái nó cũng chín rồi mọi người. Nè. Trái là nó trở màu, nó già này sao? Hiện tại thì mình thấy cái bụi cây rất là thú vị luôn, mình ngồi mát một tí để rồi mình đi câu lương. Nhưng mà mình thấy cái trái đây là mình không biết cái trái gì hết, thì mình quay sơ cho mọi người cùng xem cái trái là trái gì, và mình sẽ hái nó xuống thử nha. Mình hái nó xuống thử, mình coi cái trái nó ra sao nha, bên trong nó có những gì và nó có ăn được hay không. Thì mình hôm nay thì mình sẽ ăn thử cái trái thôi mọi người nha. Không biết là cái trái gì luôn, mình thấy một cái trái rất là lạ luôn mà mình không biết. Thôi bây giờ mình sẽ hái thử nha mọi người nha, hái xem thử cái trái là trái gì nha. Rồi đây mọi người ơi, mình đã hái xuống rồi nè. Cái trái của nó thì nó rất là nặng nha mọi người, rất là nặng luôn. Cái da của nó thì nó có rất là nhiều chấm đen đây nè, rất là nhiều cái chấm đen mọi người. Đây mọi người thấy không, cái chấm đen nó y như là một cái trái bưởi á. Mình không biết là cái trái này nó thuộc cái dòng bưởi hay không thì mình cũng không biết được. Nhưng mà mình nhìn cái cây của nó thì nó bò sát tùm như thế luôn, nhưng mà nó ra rất là nhiều trái luôn. Nó có bông đó nghe mọi người nghe, nó có bông này, có mấy cái bông đó nè, nó ra mấy cái trái vậy nữa. Để mình quay sơ cho mọi người cùng xem thôi nghe, rồi mình sẽ bữa cái trái ra thôi nghe. Mình bữa trái ra để mình xem cái bên trong nó có gì mà mình ăn được hay không nghe mọi người nghe. Bây giờ mình sẽ quay sơ mấy cái trái với mấy cái bông cho mọi người cùng xem luôn nha. Rồi đây mọi người, cái trái này là nó già này sao á, cái da nó đen đen nè, da đen đen luôn á. Bên này rất là nhiều luôn mọi người ơi, nè mọi người thấy không, rất là nhiều luôn. Trái rất là to nha, nó to như một cái trái bưởi á. Đây là cái bông của nó này sao mọi người. Đây, đụng nó rớt rồi. Đây, mình đụng ra cái nó rớt luôn mọi người ơi. Đụng nhẹ sơ là nó rớt rồi. Rồi ở dưới đây thì nó có nó chín nó rụng hay sao á mọi người, rất là nhiều luôn mà nó nổi. Cái trái mình hái thì nó rất là nặng luôn mọi người. Rất là nặng luôn mà mình thấy nó rớt nước là nó lại nổi nè mọi người. Hay nha. Giờ mình không biết làm sao, mình ra mình khèo lấy một trái mình xem thôi. Cái trái là nó rụng như đây là nó ra sao nè mọi người. Này nó rụng xuống thì nó rất là nhẹ luôn mọi người. Này có con ốc nè. Này có con ốc đó, nó dính vô này mọi người. Ở trong này nó có cục gì đó mọi người ơi. Để mình đập nó thử nha. Nó có cái ruột gì trong đó mọi người. Đây nè, nó có cái cục gì này, nó teo lại còn cục này mà sao ạ. Mình hái cái trái tư thì nó rất là nặng luôn mọi người. Trái tư rất là nặng luôn. Hiện tại mình mới ngửi thử thì mình thấy nó không có một cái mùi gì hết. Nhưng mà đây nó có nhiều cái hột này. Hột rất là nhiều luôn. Đây mọi người thấy không? Mọi người không biết là mọi người biết cái trái là trái gì không, chứ mình không biết nha, mình thua luôn á. Đây nó có mấy cái. Này mọi người thấy không? Này cái bông của nó nè. Này cái bông, cái trái của nó này, trái con của nó mọi người. Nè. Nè đây là cái trái lớn. Mọi người thấy không? Nó rất là cứng luôn. Cứng mà nó nặng nữa. Rồi, để bây giờ mình sẽ thực hiện mình bữa cái trái ra thứ mọi người nha. Mình bữa cái trái ra thứ mình xem ở trong này là nó có cái gì. Nó ra sao là mình có ăn được hay không nha. Nhìn cái trái rất là ngon mọi người, mình cảm nhận nó là chắc có lẽ là trong này nó có cái gì đó nó rất là ngon ấy. Mình sẽ bữa ra xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bữa thôi mọi người, mình bữa nó ra mình xem thử là có gì, rồi mình sẽ nếm nó thử nha. Mình nếm mình ăn nó thử là nó có cái mùi vị nó ra sao. Nhìn thì rất là hấp dẫn đó mọi người ơi. Nó cái trái nó cứng quá mình không biết cái bổ gì mọi người. Bây giờ mình sẽ đập vô cái cây luôn, đập mình xem nó ra sao nha. Rồi mình đập một phát nó nứt ra luôn mọi người. Nè,
phát nước luôn. Rất là thú vị đó mọi người, hấp dẫn đây. Nó có một cái mùi gì đó mọi người, cái mùi nó cũng không có thơm lắm mà nó cũng không có hôi, cái mùi nó cũng như cái mùi rất là dễ chịu. Mọi người xem này, cũng thơm thơm cũng thơm thơm mọi người, nhưng mà không biết là có ăn được hay không đây. Không biết là cái trái này mình ăn nó có cháy hay không nữa, mình cũng chưa dám chắc. Không, mình ăn rồi cái nó bị sao nữa. Thế mọi người ơi, này nhìn rất là cái mùi nó sao mọi người. Nó có hột nữa này mọi người, để mình để này. Nó có hột nữa này mọi người thấy không? Này nó có hột nữa này. Hột nó như là một cái hột bí á, y như là một cái hột bí á mọi người. Này mọi người không thấy rõ. Y như là cái hột bí á. Mà không biết là có ăn được hay không đây. Da nó cứng nha. Này nó y như là một cái miếng dừa á mọi người. Mình lật cái dài lên nó y như là một cái miếng dừa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử nó nghe mọi người nha. Thử nó để nó xem thử là nó có một cái mùi vị nó ra sao. Thật sự là mình không biết là sao đâu mọi người. Rồi để mình thử đi. Nó có vị ngọt mọi người. Nó có vị ngọt vừa chua 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 sao đó. Nó y như là cái trái dừa xốp á mọi người. Giống cái trái dừa xốp lắm. Không biết là ở miền Tây mọi người cái trái đây là có phải cái trái dừa xốp không á, nhưng mình thấy nó giống cái trái dừa xốp mọi người. Có vị ngọt. Nó có rất là cái mùi ngọt 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 ra sao á. Có vị ngọt mà nó chua chua mà, nhưng mà mình định nuốt thử thì mình thấy nó ấn ấn sao đó mọi người. Mình thấy nó ấn ấn nó nhận nhận sao đó, mình không dám nuốt luôn á, mình sợ nó có chuyện gì á. Nhưng mà cái nước của nó rất là ngọt nha mọi người. Nước rất là ngọt luôn. Mình nuốt xuống cổ họng mà mình cảm nhận nó cái nước của nó, mình cảm nhận nó hơi nhẵn sao đó mọi người. Cảm nhận nó nhẵn. Không biết có bạn nào dùng thử cái đây chưa, nhưng mà mình thì chưa lần nào nha. Chưa lần nào luôn. Đây, hôm nay đi câu lương mà gặp mấy cái trái như vậy thì mình cảm thấy là rất là vui mọi người, rất thú vị luôn. Ngồi dưới một cái điểm rất là mát luôn. Đây mọi người thấy không? Nè. Đây là cái cây của nó nè mọi người. Này đây là cái cây của nó nè. Này cái cây của nó nhìn cũng rất là chán chán nha. Rất là nhiều luôn, nó bao phủ rất nhiều cái cây đó, nó rất là cứng nè. Dây đây, dây đây, dây leo gì đây mọi người. Thôi, thì hôm nay đi câu lương, nhưng mà mình chưa câu, nhưng mà mình thấy có một cái trái thú vị thì mình cũng dùng thử nè mọi người, dùng thử nó ra sao. Thì có bạn nào, mọi người có bạn nào biết cái trái là trái gì thì comment cho mình biết nha. Liệu nó có ăn được hay không, và nó có tác dụng gì nha mọi người nha. Này, mọi người rất là rất là ngon, cái màu rất là tráng, rất là ngon, nhưng mà không biết là sao đâu. Rồi, mình cũng review một tí cái điểm, có một cái điểm có bụi cây rất là tuyệt vời như vậy, có những cái trái tuyệt vời như vậy, thì mọi người biết thì comment cho mình nha. Rồi mình cũng đã dùng thử, cái vị của nó thì ngọt ngọt, chua chua, nhưng mà mình không có dám nuốt thôi. Rồi khi mình nuốt cái nước nó xuống sơ sơ thì mình cảm nhận nó đắng, nó hơi nhẵn đang đắng mọi người. Rồi thì mình sẽ kết thúc video nha. Thì hôm nay thì một cái video mình đi câu lương, nhưng mà mình chưa câu lương, mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái trái thôi. Rồi để mọi người cho mình biết cái trái là trái gì, và nó có tác dụng gì không, ăn được không, nó thuộc cái dạng
như mình thấy nó giống cái trái bào, cái trái bưởi vậy mọi người, cái trái bưởi á, mình thấy nó giống cái trái bưởi. Bây giờ mình chóc mình nghe cũng còn ngọt ngọt nè, cũng còn ngọt ngọt mọi người. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem video nha, và đã góp ý cho mình trong cái video này, thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong mọi người cho xin một ý kiến gì đó về cái trái này nha, rồi cho mình biết cái tên của nó là sao. Rồi cảm ơn mọi người, xin chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người ở các video câu lươn lần sau của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi câu lươn, rồi mình sẽ làm video câu lươn cho tập tiếp theo nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào tất cả mọi người.